Thưa quý khán giả và các đồng chí, sáng ngày hôm qua mùng 8 tháng 9, Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2020 đã về tới Việt Nam sau gần một tháng tham gia thi đấu ở Liên bang Nga. Tại Army Games năm nay, Quân đội Nhân dân Việt Nam cử đoàn tham dự lớn nhất từ trước tới nay với gần 200 cán bộ quân nhân ở 12 nội dung thi đấu. Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất và ý chí quyết tâm cao, các đội tuyển của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn về thời tiết, trang bị kỹ thuật để thi đấu hết mình và đạt được những thành tích đáng ghi nhận, tạo ấn tượng tốt đẹp với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. Sau đây là một số thành tích nổi bật của Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Army Games 2020. Đấu ở nội dung này. Tuy nhiên, theo ban tổ chức, đội tuyển huấn luyện chó nghiệp vụ của Việt Nam là đội duy nhất đoạt giải thưởng ngay từ lần đầu tham gia, gồm cúp vàng giải ba đồng đội bài thi tay súng thiện xạ, cúp vàng đội có nhiều nỗ lực cố gắng nhất trong thi đấu, huy chương bạc cặp vận động viên và chó nghiệp vụ trong bài thi tay súng thiện xạ. Thành tích chung cuộc sau 8 vòng chạy, đội huấn luyện chó nghiệp vụ Việt Nam đứng ở vị trí thứ 4 trên 8 đội thi đấu. Cũng là đội lần đầu tiên có mặt tại hội thao, đội tuyển pháo binh Việt Nam đã xuất sắc chinh phục thử thách ở cả phần thi ban ngày và ban đêm, xếp ở vị trí thứ 4 chung cuộc. Trong đó, cá nhân Thượng úy Phạm Tuấn Anh đoạt giải pháo thủ có thành tích tốt nhất ở nội dung bắn súng B41. Sau hai giai đoạn thi đấu đầu tiên tại Belarus, đội tuyển bắn tỉa Việt Nam lọt nhóm A1 gồm 4 đội mạnh nhất cùng thi đấu với Belarus, Nga và Uzbekistan. Ở một số bài bắn, đội tuyển bắn tỉa Việt Nam vươn lên đứng ở vị trí thứ 2 với thành tích bắn hạ toàn bộ mục tiêu. Kết quả chung cuộc, đội bắn tỉa xếp thứ 4 trên 7 đội tham gia. Cũng về ở vị trí thứ 4 trên 9 đội tham gia thi đấu trong cuộc thi môi trường an toàn là đội tuyển hóa học Việt Nam. Tuy không bảo vệ được chiếc huy chương đồng ở Army Games năm ngoái, song đây vẫn là những kinh nghiệm quý báu cho đội tuyển trong thực hiện nhiệm vụ cũng như thi đấu tại các kỳ hội thi, hội thao tiếp theo. Đội tuyển bếp dã chiến Việt Nam nhận giải trình bày món ăn đẹp nhất và đứng ở vị trí thứ 5 trên tổng số 6 đội tham gia năm nay. Ở các nội dung thi đấu cá nhân, đội tuyển quân y Việt Nam gặp bất lợi về thể lực cũng như thời tiết khí hậu khắc nghiệt. Tuy nhiên, kết quả các phần thi cá nhân, hầu hết các tuyển thủ của đội tuyển quân y Việt Nam đều lọt top 10 trên tổng số 18 tuyển thủ tham gia thi đấu. Tại hội thao năm nay, đoàn Việt Nam có tới 3 huy chương đồng. Đội tuyển cứu hộ cứu nạn Việt Nam hoàn thành tốt các nội dung thi đấu và giành huy chương đồng, xếp sau chủ nhà Nga và đội tuyển Belarus. Đặc biệt, 3 thành viên của đội tuyển đã được ban tổ chức tặng huân chương hữu nghị vì thành tích thi đấu xuất sắc. Với thời gian hoàn thành thi đấu là 46 phút, đội tuyển công binh Việt Nam bảo vệ thành công huy chương đồng ở kỳ Army Games năm ngoái. Ngoài ra, tiểu đội công binh xung kích của ta cũng được nhận danh hiệu tiểu đội công binh xung kích xuất sắc nhất cuộc thi. Đội tuyển thông tin liên lạc Việt Nam thi đấu trận chung kết với Nga và Belarus, đứng thứ 3 chung cuộc, giành huy chương đồng. Đây là một nỗ lực rất lớn của các tuyển thủ trong đội tuyển thông tin liên lạc Việt Nam. Năm nay cũng đánh dấu nhiều thành công của Đoàn Văn hóa nghệ thuật Quân đội Nhân dân Việt Nam, khi nhận được nhiều giải đề cử ở hạng mục cá nhân như giải nhất giọng hát vàng Army Game 2020, giải nhất múa đôi, giải nhất thi biểu diễn nhạc cụ, giải nhì giọng hát vàng Army Games 2020, giải ba giọng hát vàng Army Games 2020. Đoàn cũng nhận được bằng khen của ban tổ chức vì có thành tích xuất sắc về văn hóa nghệ thuật, đóng góp cho Army Games 2020 và bằng khen trong hoạt động sáng tạo văn hóa tại hội thao. Và không thể không kể đến một thành tích vô cùng ấn tượng và đáng nhớ, đó là tấm huy chương vàng và cúp vô địch của đội tuyển xe tăng Việt Nam trong cuộc thi xe tăng hành tiến. Tiếp nối truyền thống đã ra quân là đánh thắng của bộ đội tăng thiết giáp, kết quả này hứa hẹn tạo ra một bước ngoặt trong lần tham gia hội thi năm sau, khi đội tuyển xe tăng của Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ vào thi đấu tại bảng 1 với các đối thủ mạnh như Nga, Trung Quốc, Belarus. Với những thành tích ấn tượng mà chúng tôi vừa tổng hợp trong phóng sự vừa rồi, có thể khẳng định Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có một kỳ Army Games thành công như mong đợi. Nhiều đội tuyển thi đấu tốt, giành vị trí cao, mang huy chương về cho đất nước và quân đội.
Tuy nhiên, hơn cả một kỳ hội thao không chỉ là những thành tích thi đấu đơn thuần, mà tham gia Army Games 2020 còn mang lại cho các đội tuyển quân đội nhân dân Việt Nam nhiều điều hơn thế. 2 năm thi đấu ở 2 đất nước, trong những điều kiện thời tiết khác nhau, với những vũ khí trang bị khác nhau, đội tuyển hóa học đã có kinh nghiệm trong tổ chức huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, sử dụng vũ khí trang bị của 2 cường quốc quân sự thế giới là Nga và Trung Quốc, là nòng cốt trong ứng phó các sự cố hóa chất độc phóng xạ môi trường. Đây là những kinh nghiệm quý báu và không dễ có được. Tham gia Army Games là cơ hội quý báu để mỗi đội tuyển quân đội nhân dân Việt Nam cọ sát, nâng cao trình độ cho lực lượng mình. Chúng tôi cũng thu được rất nhiều kinh nghiệm, những bài học quý báu để sau này làm cơ sở tiếp tục huấn luyện đội tuyển của binh chủng hóa học tham gia Army Games. Và đặc biệt chúng tôi cũng thu được rất nhiều kinh nghiệm để vận dụng vào quá trình huấn luyện chiến đấu cho lực lượng hóa học ở trong nước. Người Việt Nam dùng chén trà để mở đầu mỗi câu chuyện hàng ngày. Nét văn hóa đó đã mang đến chia sẻ tại Army Games 2020, giúp bạn bè quốc tế lại hiểu thêm về bản sắc Việt Nam. Qua đó mà đến với những nét lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của người Việt Nam. Trong quá trình thi đấu tại Army Games, mỗi vận động viên đã thực sự trở thành một đại sứ văn hóa. Trên thao trường thi đấu và cả trong những hoạt động bên lề, mỗi hành động của họ đã góp phần thắt chặt hơn tình đoàn kết giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế. Ngày văn hóa của đội tuyển Việt Nam lại được tổ chức đúng vào ngày 2 tháng 9, trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam. Đó là ngày lễ thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, và các bạn đã chuẩn bị cho chúng tôi một bữa tiệc văn hóa vô cùng đặc sắc. Thật vui khi được sinh hoạt cùng doanh trại và thi đấu với các bạn ở đây. Chúng tôi thấy rõ ánh mắt thân thiện trên từng gương mặt của các bạn. Trong tương lai, tôi muốn thấy tình đoàn kết giữa hai đất nước chúng ta được thắt chặt hơn nữa. Trước và trong quá trình thi đấu, các đội tuyển Việt Nam gặp phải không ít khó khăn. Có đội tuyển chỉ bao gồm những học viên quân sự tại Nga. Đội tuyển khác thì tập trung và luyện tập chỉ vài ngày trước khi khởi tranh. Nhưng vượt lên khó khăn đó, một số đội tuyển đạt thứ hạng cao, nhiều vận động viên đoạt giải cá nhân. Ấn tượng hơn cả là tấm huy chương vàng của đội tuyển tăng trong nội dung xe tăng hành tiến. Màn trình diễn tích cực tại Army Games đã một lần nữa khẳng định trình độ, bản lĩnh và kỹ thuật của quân đội nhân dân Việt Nam. Rất là tuyệt vời khi mà lá cờ của Việt Nam mình tung bay trên khán đài của kiều bào đến cổ vũ cho các đồng chí thi tăng, và lá cờ tổ quốc tung bay trên nóc xe tăng của Nga. Rất tin tưởng ở lớp trẻ, vì lớp trẻ người ta có kiến thức, có trí thức và đồng thời có nhiệt huyết của tuổi trẻ. Các lớp, tôi tin tưởng lớp trẻ sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trong việc bảo vệ và xây dựng tổ quốc. Army Games 2020 khép lại với nhiều cảm xúc và ấn tượng tốt đẹp, không chỉ với những người hâm mộ trong nước hay bạn bè quốc tế, mà còn với chính những người tham gia hội thao. Mỗi thành viên trong đoàn quân đội nhân dân Việt Nam đã có những cảm nhận, ấn tượng riêng về kỳ hội thao năm nay, và trong hành trang trở về nước, họ đều giữ cho riêng mình một kỷ niệm để nhớ. Việt Nam, tôi nghĩ, выделенному для фланговой стрельбы выстрел. Mạnh mẽ, dứt khoát khi bắn hạ mục tiêu, nhưng lại vỡ òa, rơi lệ trong niềm vui chiến thắng. Có lẽ đây sẽ là khoảnh khắc sống mãi trong trái tim các tuyển thủ của đội tuyển xe tăng Việt Nam. Army Games 2020 chắc hẳn là một trải nghiệm không thể nào quên trong cuộc đời binh nghiệp của họ. Đội tuyển xe tăng Việt Nam hôm nay thể hiện đúng bản lĩnh của người chiến sĩ xe tăng. Bình tĩnh, tự tin, quyết thắng đã giành được vị trí ngôi cao nhất của Army Games 2020. Có thể nói với các bạn là đến giờ phút này tôi rất là cảm xúc. Đoàn quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Army Games 2020 đúng dịp kỷ niệm ngày trọng đại của đất nước, 75 năm ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đón Tết độc lập xa nhà, nhưng các đội tuyển của quân đội nhân dân Việt Nam
lại được bù đắp bởi tình cảm nồng ấm, thân tình của bạn bè quốc tế. 75 năm Quốc Khánh đối với mỗi người dân Việt Nam, nó đã mang cái ý nghĩa rất là quan trọng trong tim của mỗi con người. Thế tuy nhiên chúng tôi lại đang công tác ở nước bạn, một cái nước mà chúng ta có cái tình hữu nghị rất là lớn, thì cái ngày này lại càng thể hiện ý nghĩa. Army Games 2020 là chuyến công tác xa quê hương đầu tiên của rất nhiều thành viên trong đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam. Họ đã có cơ hội được gặp gỡ những người bạn mới và kỷ niệm mang theo khi trở về cũng hết đỗi chân thành và bình dị. Điều khiến tôi ấn tượng trong chuyến đi lần này đó là tình cảm của các bạn Nga, sự hỗ trợ của bạn rất là nhiệt tình. Làm việc với đội Việt Nam như thế nào? Rất là vui, rất là tình cảm, tất cả các người Việt Nam rất là tình cảm luôn. Nước và em rất là không muốn là các bạn về nước. Em muốn là năm sau chúng ta lại gặp nhau. Trên chuyến bay trở về nước, toàn bộ thành viên trong đoàn phải thực hiện nghiêm các quy định về an toàn phòng chống dịch COVID-19. Việc mang mặc quần áo bảo hộ và đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay kéo dài 10 tiếng đồng hồ được các thành viên trong đoàn coi là thử thách cuối cùng phải vượt qua. Đây cũng là một trải nghiệm để họ nhớ hơn về chuyến hành trình đặc biệt và ý nghĩa này. Em thì thường xuyên phải đi công tác nhưng lần đầu tiên mà đi công tác trong tâm dịch thì đây cũng là một cái mà trải nghiệm mới mà sẽ bản thân của mỗi người bọn em đều phải cố gắng. Vinh dự được đại diện cho các cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam tham dự một hội thao quân sự lớn mang tầm quốc tế, Army Games 2020 chắc chắn là một trải nghiệm đáng quý, hiếm có đối với các thành viên trong đoàn.